Công an phường 1 thị xã Vĩnh Châu vừa làm việc với đối tượng Dương Hiếu, sinh năm 2010, đăng ký thường trú tại ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2023, ông Đinh Công Đô, sinh năm 1979, ngụ khóm Quách Bích, phường Vĩnh Phước, điều khiển xe mô tô 83B10990 đậu tại khóm Biển Trên A. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì phát hiện mất xe nên báo công an phường Vĩnh Phước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 8, công an phường 1 thị xã Vĩnh Châu đã mời đối tượng Dương Hiếu để đấu tranh làm rõ. Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận trộm và điều khiển xe 83B10990 đi bán với số tiền 400.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, đối tượng Dương Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thị xã tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.